mà con có bác và các chị em thì em cháu cũng không muốn. Và trước khi em cháu vào làm lễ đồng quan thì bà con có bác và các chị em phối hợp cho tròn để em cháu làm lễ đồng quan cho kịp giờ đại lại đến tổ quán về nơi an nghỉ cuối cùng. Và một lần nữa, trước khi em cháu làm lễ đồng quan xong thì ở đây cháu hòa linh cụ thì một là ở đây cái trống cầu không còn hoạt động nữa, và sau khi cháu làm lễ động quan xong thì trống cầu hoạt động lại trống ba để đưa tiễn linh cụ của ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Và sau khi em cháu bước vào hòa linh cụ thì ở đây em cháu xin nhắc, một là cầu tăng lá chịu người dạy vàng bạc và cái trống cầu đi đầu tiên, và kế thứ hai đó nữa là cậu Lý Hương và ông thầy đạo, và còn phần thứ tư là phần em cháu của linh cụ tá ngang nơi phần mộ, và phần thứ năm là phần toàn thể bà con có và các chị em ai đưa tiện chúng ta cầm một bó hoa hay là một nén nhang đi phía sau, không nên biết chút chen lắng khi em cháu đang của linh cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ra cho chú bác phối hoạt ở trong căn lề hôm nay. Giờ giờ này em cháu thượng xuân được chúc giờ làm lễ đồng quang. Và hôm nay thì bà con các bác và các anh chị em cùng được rồi. Và ngày hôm nay là mình ngày 29 tháng 11 năm 2020. Và cũng có còn bao lâu nữa đâu chúng ta sẽ lập năm 2021. Thì đầu năm đầu tháng cô chú bác có nói chúng là đồng tiền bà con các bác và các anh chị em kiếm lợi rất là dễ dàng. Như hôm nay mạng sống của cô ông đã cùng qua đời. Và bà con các bác và các anh chị em đầu năm đầu tháng chúng ta gửi đi những cái xuôi cái vụ đầu năm đầu tháng. Và ngày hôm nay thì bà con các bác và các anh chị em nhận được cái mai cái mắn đầu năm đầu tháng năm 2021. Và bà con các bác và các anh chị em tới ông bà già thương thì cầu nói thương là ăn cầu vậy nhà bà hút thuốc thì về thì khói. Đối với bà con các bác và các anh chị em $10,000 cũng có bằng 53,000 bà con các bác và các anh chị em gửi đi những cái xuôi cái vụ của mình và đem những cái may mắn cho toàn thể bà con các bác và các anh chị em. Và trước khi chúng tôi lời chúc toàn thể bà con các bác và các anh chị em được dồi dào sức khỏe. Cầm năm mùa chiều trên tay, hai chục chiều trên tay chúng ta. Và vậy thì bà con có bác và các anh chị em trong đầu năm đầu tháng, mình là người nông dân, bà con có bác và các chị em gầm 30 mùng 1 hay là mùng 3 hôm vậy. Bà con có bác và các anh chị em mua những món đồ ra trong ngã ba ngã tư đường. Mình cúng về 5-7 ngày sau mình cũng vẫn còn thấy món đồ nằm chỗ đó. Không biết cái đó là cái xui cái rượu tôi có gửi đi hay không. Và chính vì bà con có bác và các anh chị em hôm nay em cháu sẽ gửi ra đó là nó còn là con thì tà ma xuất hiện vào lưng cụ đá ngang nơi phòng một. Thì bà con có bác và các anh chị em gửi 5,000, 10,000 là gửi những cái xui cái rượu cái bệnh cái hoạn của mình đem đi và đem những cái mai cái mắng cho toàn thể ạ. Yeah.
Yeah.
nó tự xưng Hắc Đạo Huỳnh Bảo. Hắc Đạo Huỳnh Bảo để đi vào đâu với nó ba hồi bây giờ sau kết thúc mặt nghĩ xem mày lấy cái chân cừu chuột bắt cho nó Hắc Đạo Huỳnh Bảo để cho nó đâm ma quậy rồi nó kiểu tan em nó bận hậu à. Cưng này dữ đầy đầy ca xâm nhập vào trong mắt cho được chúa động ma hoàng đó. Dạ we'll be right back.
một lần nữa kính thưa toàn thể gia đình tăng huynh và kính thưa toàn thể bà con các thì anh chị em đã có mặt trên buổi tăng lễ hôm nay. Và lớp thứ hai trừ tà ma xếp người chúng em thân thiện đến đây. Và lớp thứ tư đó là bái vào và lực của Lâm Bình.